Dạ, em chào anh chị mến yêu cô chú mến thương của em. Dạ, bữa nay là buổi tối của ngày thứ sáu, buổi chiều. Chiều giờ này sáu mấy chắc cũng là chiều tối anh chị. 6 giờ mấy phút. À, bữa nay thì em đi tối tối xíu. Vừa tối hơn vậy chứ tối nữa là tối hui luôn. Không quay được gì hết. Thì em cũng đi trên con đường đại lộ Nam Phương, xong rồi tới góc ngã tư của đường Nam Phương với đường Mỹ Tân, xong rồi các em đi vô bờ hồ Cánh Sen. À, cho anh chị mình coi nha, bà con cô bác hiện tại đang tập thể dục thể thao bên bờ hồ Cánh Sen rất là đông. À, đã lắm anh chị, giờ này ngoài đây nó mát lắm, đèn đuốc đồ đó đạp bay rồi. Lâm thánh luôn. Bên đây nữa nè. Hello chị. Đó. Tập đi chị. Sao đứng con chân à? Quay đồ. Bánh hai chân đi. Tập đúng bài bản rồi. Có luôn. Có luôn lên đài truyền hình luôn á. Sao? Đẹp. Sao tập hôm nay giảm được mấy ký vậy chị? Ai biết là bà họ ẩm 5 ký, từ ngày tập nên lên 70 rồi. Sao kỳ vậy? Ồ, bên kia là hết nè. Không có 5 ký, từ ngày vô đây tập bây giờ lên 70. Vô thì tập đều luôn, tập sáng, tập trưa, tập chiều, tập tối luôn. Ẩm hôm nay quất cũng hỏi luôn là 70. Ồ, hết hết. Hôm nay đi vòng vòng hồ Cánh Sen anh chị, đây hết xà đơn nè. À, nhiều máy lắm. Bên kia nó kìa. Ồ, bên kia có công viên lớn đảo quá. Đó. Giờ thấy mặt không? Thấy mà. Đó. Thấy mượn, giờ mới thấy mượn. Thấy. Đẹp mượn. Hai. Cô này sao, cô này giờ buổi chiều mát không vậy? Cô này mát mẻ lắm anh ơi. À, mát mẻ. Mát à, ghê luôn đó trời. Đó, bên kia nó tập dữ không? Đó. Đó, vậy ta mới tập đó. Chị tập xong chị ăn phở dữ quá mà. Mốt về mình ăn kiêng lại nữa. Đó, đây là những bạn trẻ đó anh chị. Chạy bên bờ hồ Cánh Sen. Đèn chết quá. Mới tập thể dục. À, để em lên xe đạp đi nhậm một vòng bờ hồ Cánh Sen. Thắng là cho mấy bạn trẻ quá ngắt. Rồi để em đi qua. Đó, chớp hình gì anh chị thấy cây cầu chớp quá, chớp luôn. Đèn mắt ếch này, ủa cái đèn rọi này nè, có cái đèn dưới lên nữa, nhìn đẹp lắm. Thấy mắt là ẩm, em thấy đẹp lắm. Đèn đồ đại phun nước phun lên được, nhìn xuống quá. Tới cây cầu. Lận biển chưa lên đèn. Anh bảo vệ, lận biển chưa lên đèn à? Lận biển chưa lên đèn. Chưa mở, mở đèn lận biển lên nữa. Cảnh quan mà thiếu lận biển không được anh. Ok, là cây phượng tung tăng trong gió. Đâu ta đi vòng hồ Sen anh chị. Hiện tại hồ Sen thì có mấy máy tập thể dục, bà con hàng xơ hàng xóm cư dân rồi mình ra đây mình chơi đã lắm.
Ở bên đây cũng có mấy tập thể dục rồi. Rồi đi đâu nữa ta? Nó đạp xe đạp. Bữa nay là chiều thứ sáu anh chị, mới có chiều thứ sáu thôi. Rồi anh bảo vệ ra mở cái lặn biển lên cho sáng điểm nhấn của bờ hồ Cánh Sen. Đến đầu là em đợi nha, điểm nhấn mà không lên đèn kỳ lắm. Điểm nhấn bên bờ hồ sáng chân luôn anh chị. Vậy thôi, khu đô thị sinh thái mình vậy thôi. Đâu nữa ta? Ngoài hồ Sen vui quá. Rồi hôm nay em đi vòng lớn ra shop house luôn anh chị. Rồi tối hai bạn nhỏ là chơi dữ quá. Rồi thôi.